mình sẽ ăn xôi rồi mình để thịt vịt luộc nó lên hả chị? Dạ rất là ngon luôn. À có gà có vịt luôn. Dạ xôi đậu xanh rất là ngon nha mọi người. À cái này là lần đầu tiên mình thích món này luôn á. Dạ dạ một chị chủ rất là dễ thương. Chị nói là cứ ghé quán á, cháu vịt phòng nào số 32 đường Tuyên Quang, thành phố Phan Thiết, ăn không ngon là khỏi trả tiền. Khỏi lấy tiền luôn không? Khỏi lấy tiền luôn không chị? Đúng rồi. Dạ. Nhà mình là bán bao nhiêu lâu rồi chị? Mấy năm rồi chị, mười mấy năm. Vậy là truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau tới ba đời. Ba đời chị làm đời thứ ba này đó ba rồi ạ. Chị rồi từ bà mẹ nữa. À rồi lần mẹ bán rồi tới chị bán rồi mới tới chị. À dạ. À, đây là một cái quán gia truyền. À, không gian thì rất là thoải sạch sẽ thoải mái. Dạ, đang đi đường xa ra tới đây thấy một tô cháo là rất hấp dẫn nha. Đây là cái phần nước chấm mà Quỳnh Thơ chưa ăn, chưa thưởng thức, nhưng mà Quỳnh Thơ cảm thấy là đây là cái signature của quán đó. À, khá là hấp dẫn luôn. Rồi rau thì rất là tươi ngon nha. Thì trời ơi thấy thèm quá. Đặc biệt thầy Thanh Lê Thanh Thành, đặc biệt nhất là đĩa thịt vịt rất là ngon. Rồi hôm nay Quỳnh Thơ mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng thưởng thức món cháo vịt Phan Thiết với Quỳnh Thơ nha. Dạ xin mời. Yeah. Wow, em thấy là một cái vị trí rất là đắc địa mà quán mình rất là rộng rãi, thoải mái nữa, mà cũng rất là đông khách nữa. Mình có bao giờ mình đón khách nổi tiếng chưa chị? Có chứ, vừa rồi là chị có ông có anh Đàm Vĩnh Hưng tới ăn. Wow, dạ yeah, Mr. Đàm. Rồi yeah. Nhiều nghệ sĩ lắm, Đông Nhi à. Rồi cái anh gì mà là Võ Minh Lâm cái lưa cũng tới ăn à, nói chung là quá em là ca sĩ rồi ăn nhiều lắm. Lại rất là nổi tiếng đó. Diễn đồ đồ à. Nữa nên bữa là hồi đó mình bán mình đâu có biết bao con cháu đó hay sao. Chị gì bán có khách nè, ca sĩ rồi chị chụp hình đồ là đồ, khách đông rồi. Nhưng mà em đâu hồi đó đâu nghĩ tới ra cái chuyện đó đâu. Dạ. Nhưng mà em thấy quan trọng nhất là mình bán về chất lượng nè. Đúng rồi, chất lượng ngon nè, thì khách sẽ nhớ mình hoài. Rồi thêm em cả mười mấy giờ bây giờ này là hết dịch rồi. Ờ. Có gì đó đó. Hồi sáng giờ chị bán từ sáng đó, tới em tối bán thì sao? 2 giờ chiều em bán 12 con, 2 con gà là 14-15 con, bây giờ là em còn như đó. À gà là 14-15 con. Dạ. Còn dịch là nhiều nhất. Còn dịch là bao nhiêu con hồi chiều giờ là bán nhiêu con dịch rồi? 10 con rồi chị. À chiều giờ bán 10 con dịch. Ở đây là còn 1, 2, 3, 4 hả? 4 con. À là 14 con gà, 14 con dịch. Không, gà chỉ có 3 con thôi. À gà chỉ 3 con, còn vịt có nhiều. Buổi sáng á là người ta ăn gà nhiều, còn buổi chiều đây là nó ăn vịt. Em bán khách địa phương nhiều lắm. Tức là 3 con gà với 14 con vịt bán từ 2 giờ chiều tới bây giờ là mới có hơn 5 giờ quý vị ơi. Có khoảng đâu đó hơn 3 tiếng đồng hồ thôi mà chị đã bán hết 10 con vịt và gần 2 con gà rồi. Đó. À chị có bán trên Grab nữa hả? Đó, có app dạ. Rồi bán ăn nhiều à, quá. Có bán trên app. Quán cháo vịt Hồng Ngọc ở số 32 đường Tuyên Quang, thành phố Phan Thiết nha bà con cô bác. Ở đây Quỳnh Thơ thấy là xôi nè, cháo nè, gỏi, hủ tiếu rồi miếng măng, bún măng. À rất là hấp dẫn luôn. Và Quỳnh Thơ tin chắc rằng là với cái thái độ niềm nở đối với khách hàng nè, rất là vui vẻ với khách hàng nè. Rồi còn về chất lượng nữa thì Quỳnh Thơ tin là quán của mình càng ngày càng đông khách hết chị ha. Em biết rồi, dạ. Thấy chị hay quay trên quán hải sản rồi mình để đi nè. Nhớ là dạ tỉnh thoảng mà em có chuyến công tác thì em sẽ quay ở một số nơi mà em đi công tác. Dạ. Quỳnh Thơ phải không? Quỳnh Thơ. Dạ em là Quỳnh Thơ. Quỳnh đó, Quỳnh Thơ. Quỳnh Thơ, biết rồi, Quỳnh Thơ. Trên mạng là chị hay đi. Có coi trên mạng có, không? Có, chị đi coi mấy quán Nha Trang rồi. Dạ. Đó. Đó, thường thấy em trên YouTube, trên TikTok hoặc là trên truyền hình đó. Dạ rồi, bây giờ Quỳnh Thơ sẽ vào Quỳnh Thơ thưởng thức món cháo vịt đặc sản Phan Thiết của chị nha. Chị tên gì chị? Dạ tên Hồng. Chị Hồng ha, chị Hồng chủ quán. Dạ rồi, ok. Rồi, em cảm ơn chị nha. Dạ rồi, xin mời mọi người cùng thưởng thức nha. Để Quỳnh Thơ sẽ quay một cái tủ cho mọi người coi nha. Đây, một cái tủ hết đồ ăn rồi đó. Rất là hấp dẫn. À, bây giờ là do giờ này chị bán gần hết rồi.
cho nên là nó không có hấp dẫn bằng, đúng không? Giấc trưa mà 2 giờ ra là rất là hấp dẫn nha. Nhưng mà rất tiếc là tối nay Quỳnh Thơ xong công tác, xong show thì Quỳnh Thơ lại phải về lại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Cảm ơn chị Hồng nha. Dạ rồi, bây giờ Quỳnh Thơ sẽ vào Quỳnh Thơ ăn cháo chị Hồng đã làm sẵn cho Quỳnh Thơ nha. Đúng rồi. Lợi bộ qua.
đủ hấp dẫn mà. Sao đâu? Dạ. Quay lưng mà. Yeah, I'm gonna go.